Đấy, ta đang bênh này, cái thịt có rất đẹp luôn. Có được bắt tại bản mông nguyên chất hoang dã nhá. Đây, chuột bò đây. Đồ nhân dân của mông, có nuôi bò này. Nuôi bò này. Chúa có mua cho nửa phanh chẳng. Việt Nam chó bản địa, Mai Ngọc Sơn Hà Giang xin được kính chào tất cả anh em đam mê dòng chó bản địa hâm mộ cục đuôi. Ngày hôm nay Việt Nam chó bản địa xin được giới thiệu tới anh em một cá thể chó mông cộc đực trắng. Chó được bắt tại bản chó mông nguyên chất hoang dã. Cá thể chó mông cộc đực trắng, chó 2 tháng tuổi, nặng khoảng 4 kg. Cá thể chó rất đẹp luôn. Đây, anh em chúng ta cùng quan sát tổng thể nhé. Chó rất là khôn luôn. Đầu thủ khung gọng chân tay rất đẹp luôn. Đấy, anh em chúng ta thấy chưa? Không chỉ phải nghĩ luôn, chó đốm lưỡi rất nhiều anh em nhé. Tai thì đang lên tự nhiên được. Cá này liền. Êu. Và sau đây anh em chúng ta hãy cùng quan sát tổng thể này. Cá thể chó mông cộc đực trắng này. Ê, quá đẹp luôn này. Không chỉ phải nghĩ luôn, chó rất là khôn anh em nhé. Chó được bắt tại bản mông nguyên chất hoang dã luôn. Đầu thủ cung gọng chân tay rất đẹp. Tài đang lên tự nhiên nhá. Tài đang bênh anh em. Đây, anh em có thấy chưa? Không phải nghĩ luôn. Chó được bắt tại bản mông nguyên chất hoang dã nhá. Chuyển bản cơn này. Anh em có thấy không? Ây giời, quá tuyệt vời luôn. Chó rất là khôn luôn. Người hâm mông thì nuôi cái con chó mông cộc đuôi ấy với một mục đích là vệ sĩ canh gác, thần giữ của. Chó rất đẹp luôn. Chó rất là nhanh nhẹn em luôn nhá. Rất khôn luôn. Êu. Chó ấy đẹp chưa? Không thể phải nghĩ luôn này. Thì chó rất đẹp, rất là ngoan luôn, rất là khôn luôn. Hôm nay lâu lắm rồi em mới được đi vào bản mông để đi tầm cẩu cho anh em ấy. Có muốn được sao chưa? Có muốn được sao mà? Rồi, anh em nào kết có thể liên hệ theo số điện thoại 0334827912 hoặc truy cập vào nick Zalo 0334827912 để sở hữu được cá thể chó mông cộc đực trắng. Chó đốm lưỡi rất nhiều anh em nhé. Ôi, anh em hãy cùng tiếp tục like, đăng ký và chia sẻ kênh Việt Nam Chó Bản Địa để có được những clip mới nhất về chó bản địa Việt Nam, chó mông cộc đuôi. Một lần nữa xin được kính chúc sức khỏe và kính chào tất cả anh em đam mê. Tuyệt vời luôn.